Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ án mạng bất ngờ. Khoảng 5 giờ ngày 10 tháng 7, người dân thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh phát hiện anh Lý Văn Trung, sinh năm 1981, người trong thôn bị hôn mê tại khu vực khe suốt bát nát. Hiện trường vụ án là đường dân sinh, khai thác keo, cách nhà nạn nhân không xa. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều ngày hôm sau, anh Trung đã qua đời. Sự ra đi bất ngờ của anh Trung đã gây xôn xao dư luận ở một bản vùng cao vì kẻ thủ ác ra tay rất tàn độc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài và tổ chức các hoạt động điều tra làm rõ đối tượng gây án. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Trung bị hung thủ dình phục trước và sử dụng vật có cạnh sắt ra tay, tài sản mang theo người còn nguyên. Từ kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án nhận định anh Trung bị sát hại do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, loại trừ nguyên nhân bị cướp sát hại. Qua điều tra cho thấy anh Trung là người khá kín tiếng, ít giao du với mọi người xung quanh. Nạn nhân chỉ có duy nhất một lần mâu thuẫn với anh Chu Văn Lạn, người cùng bàn trong việc tranh chấp ranh giới đất rừng. Tuy nhiên sau đó sự việc này đã được chính quyền địa phương hòa giải. Phần tranh chấp đã được cấp sổ đỏ và giao cho gia đình anh Trung quản lý. Mặc dù nhận định mâu thuẫn này ít khả năng là nguyên nhân dẫn đến việc anh Trung bị hại, nhưng Phòng Cảnh sát Hình sự vẫn tổ chức điều tra triệt để. Việc sử dụng thời gian trước, trong và sau khi xảy ra vụ án của anh Chu Văn Lạn cũng như người thân trong gia đình và bạn bè của anh này, kết quả loại trừ nguyên nhân anh Trung bị sát hại vì mâu thuẫn trong sinh hoạt. Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành theo diễn biến tâm lý của Tô Thị Xin trong quá trình chăm sóc anh Trung tại bệnh viện cũng như trong đám tang. Kết quả cho thấy Xin có biểu hiện tâm lý bình thường, không tỏ ra quá đau buồn trước sự ra đi của chồng mình. Dựng các mối quan hệ tình ái của người vợ. Cơ quan điều tra cũng đã dựng lên các mối quan hệ tình ái giữa chị Tô Thị Xin với một số đàn ông trên địa bàn, trong đó có Đặng Văn Thủ, trú tại thôn Nạm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, và tập trung thu thập tài liệu về đối tượng này. Cơ quan điều tra đã triệu tập Xin lên để đấu tranh. Sau một hồi quanh co, Xin đã khai ra người tình. Khi thu thập chứng cứ chứng minh Thủ là đối tượng gây án, kế hoạch truy bắt nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, thì Thủ bỏ trốn đến nhà cô ruột là Đặng Thị Triều, trú tại thôn Phù Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, khó tiếp cận để bắt giữ vì Đặng Văn Thủ là đối tượng côn đồ, manh động, có thể gây án để lấy tiền tiếp tục lần trốn. Khi Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được thông tin, Đặng Văn Thủ xuất hiện tại khu vực nhà Tô Thị Xin. Do lúc đó đang triển khai toàn bộ lực lượng tại Đông Triều, nên Đại tá Nguyễn Đức Quý đã tìm cách liên lạc để huy động dân bản tổ chức vây bắt, không để đối tượng trốn thoát. Đồng thời yêu cầu Công an huyện Bình Liêu khẩn trương cử lực lượng vào thôn Bản Làng, phối hợp bắt giữ đối tượng. Đến 18 giờ, Đặng Văn Thủ đã xa lưới pháp luật. Trước đó 2 ngày, cơ quan điều tra đã bắt Tô Thị Xin. Lời khai dùng mình. Sau 5 ngày Thủ bị bắt, hắn vẫn mang vẻ mặt si mê khi nhắc tới người tình hơn mình 7 tuổi. Khi điều tra viên đặt câu hỏi lý do vì sao lại nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân, Đặng Văn Thủ trả lời gọn lỏn vì em và vợ anh Trung rất yêu nhau nên đã nảy ra ý định sát hại anh Trung. Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, em chỉ nghĩ được ở bên chị ấy và chị ấy cũng nói chỉ cần được ở bên em. Cho tới lúc này Thủ vẫn một mực cho rằng mình sát hại người là vì tình yêu và mong muốn được ở bên người mình yêu. Tháng 5 năm 2020, Thủ quen Xin qua Zalo. Sau một vài lần chat chít, hắn đã bị người phụ nữ dân tộc Tày hơn mình 7 tuổi lôi cuốn. Lâu dần những câu tình cảm ướt át trên mạng, không thỏa mãn, nỗi nhớ mong của cả hai. Họ hẹn gặp mặt và nảy sinh tình yêu. Gặp Tô Thị Xin tại phòng giam, Xin khai do mình không được học hành đến nơi đến chốn và tìm cách chối bỏ tội lỗi của mình.
Xin cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của anh Trung cơ bản là tội của Thủ. Xin với anh Trung kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con. Sau đó họ xin con nuôi. Tính tình anh Trung chất phác, ngày ngày chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Song xin thì ngược lại, chị ta có nhiều mối quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông trên địa bàn. Đến khi gặp Thủ, xin đem lòng yêu say đắm. Ban ngày chị ta thường lấy danh nghĩa đi chợ để hẹn hò với Thủ. Tối đến chị ta trốn vào rừng để mây mưa với người tình. Tình yêu ngày càng nồng nhiệt thì nỗi lo bị phát hiện càng lớn. Anh Trung lơ mơ nhận ra vợ có người tình ở ngoài nhưng không có chứng cứ. Người đàn ông yêu vợ đau khổ đi tìm mua loại thuốc dạng bùa về cho vợ uống với mục đích để vợ quên người tình. Theo lời khai của Xin thì thuốc này dạng lá. Sau khi uống xong Xin tâm sự với Thủ, cả hai đều lo lắng thuốc có tác dụng thật. Sợ Xin quên mất người yêu, để mất tình yêu của họ, để ngăn chặn điều này, cả hai đã bàn bạc thống nhất kế hoạch hạ sát anh Trung để được chung sống cùng nhau. Qua đấu tranh, Đặng Văn Thủ khai nhận do yêu vợ nạn nhân là Tô Thị Xin nên Thủ đã bàn bạc thống nhất với Xin kế hoạch sát hại anh Trung để có thể về chung sống với nhau. Thực hiện mưu đồ đó, Thủ nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc đưa cho Xin pha vào đồ uống nhằm đầu độc chồng nhưng không hiệu quả. Thủ rất sốt ruột muốn chung sống với người tình. Hắn đã bàn với Xin lên kế hoạch sát hại anh Trung bằng cách khác. Thủ đã dinh ở nhà anh Trung, chờ đêm tối anh ra ngoài đi vệ sinh để ra tay. Nhưng may mắn đêm đó anh không ra ngoài nên thoát nạn. Nóng lòng muốn chung sống cùng nhau, cả hai bàn bạc kế hoạch sát hại anh Trung ở ngoài một cách kỹ lưỡng. Xin cung cấp quy luật sinh hoạt của chồng cho người tình. Sáng sớm ngày 10 tháng 7, Thủ phục sẵn trên con đường anh Trung thường đi qua. Xin ở nhà điện thoại thông báo giờ đi và địa điểm mà anh Trung sẽ qua để Thủ ra tay. Khi anh Trung tới gần bờ suối, Thủ dinh sẵn trong bụi cây lao ra, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp đến khi nạn nhân gục xuống. Từ lời khai của Thủ, phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức truy tìm và thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt hai bị cáo Xin Thủ cùng mức án tù chung thân. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.